Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. 14 tuổi đã là nhân gian view vật. 10 năm sau, sao nữ này được đích thân tỷ phú Hồng Kông mang 3.000 tỷ đến nhà hỏi cưới. Không thể phủ nhận rằng các sao nữ trong ngành giải trí đều sẽ kết hôn với các diễn viên hoặc ông trùm có tiếng. Thế nhưng không phải tất cả các diễn viên kết hôn với đại gia là vì tiền, và một vài trong số họ đến với nhau là vì tình yêu. Có lẽ trong showbiz Hoa ngữ không ai là không biết đến Từ Tử Kỳ. Cô được coi là ngôi sao có được những thứ mà một người phụ nữ mong ước: sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc. Trước khi có cuộc sống được nhiều người phụ nữ ghen tị, Từ Tử Kỳ từng rất nổi tiếng từ nhỏ. Lùi giấc mộng diễn viên từ bé, Từ Tử Kỳ luôn nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình. Với nhan sắc xinh đẹp sẵn có, được ví như nhân gian view vật, ý chỉ người con gái đẹp. Cũng thân hình chuẩn mực, 54 tuổi, Từ Tử Kỳ bắt đầu bước chân vào làng giải trí, trở thành người mẫu cho công ty Elite. Sau khoảng thời gian sải bước trên sàn catwalk, Từ Tử Kỳ bắt đầu thu hút sự chú ý và được đạo diễn Trần Gia Thượng mời thử vai trong phim Ngộ Nhân Tử Đệ. Cũng từ đây, cô thử sức mình với nhiều vai diễn khác nhau. Mặc dù gia nhập ngành giải trí nhưng cô không từ bỏ việc học và tiếp tục hoàn thành nó. Trên thực tế, Từ Tử Kỳ có học lực rất tốt, cô tốt nghiệp cử nhân đại học College London và sau đó hoàn thành khóa học thạc sĩ tại trường kinh tế và khoa học chính trị London. Có thể nói Từ Tử Kỳ là một diễn viên hiếm hoi có được cả kiến thức lẫn tài năng. Vì những ưu điểm nổi bật đó, Từ Tử Kỳ đã lọt vào mắt xanh của Lý Gia Thành và người đàn ông giàu có nổi tiếng Hồng Kông này đã theo đuổi cô quyết liệt. Được biết, Lý Gia Thành đã chi tổng cộng 3,2 nghìn tỷ đồng để kết hôn với Từ Tử Kỳ. Kể từ khi Từ Tử Kỳ kết hôn với Lý Gia Thành, cuộc sống huy hoàng của cô đã bắt đầu. Cặp đôi bạc tỷ Từ Tử Kỳ và Lý Gia Thành chiếm trọn được trái tim của cậu ấm Lý Gia Thành. Từ Tử Kỳ đã khiến cho cư dân mạng phải suýt xoa khi cô gái xuất thân từ gia đình bình thường đã thành công bước chân vào hào môn, sinh 4 đứa con, 2 nam 2 nữ trong vòng vỏn vẹn có 8 năm. Mặc dù bị mỉa mai là máy đẻ cho nhà giàu, tuy nhiên cũng vì thế mà địa vị của Từ Tử Kỳ trong nhà họ Lý trở nên vững chắc, được bố chồng giàu có thưởng lóng và khen ngợi công lao của cô, nhiều lần khoe đồ hiệu, khoe ông xã trên mạng xã hội. Từ Tử Kỳ đã khiến cho netizen cảm nhận được sự chân thật cuộc sống xa hoa của con giàu, nhà tỷ phú, và cũng nhờ có cô mà ông xã Lý Gia Thành cũng nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Nếu nhìn những bức ảnh của Từ Tử Kỳ, không thể nhìn ra cô là một người phụ nữ có 4 đứa con, làn da vẫn trắng mịn và dáng người nóng bỏng của cô khiến ai cũng phải ghen tị. So với lần đầu mang thai phát tướng do không kiểm soát cân nặng, những lần có bầu sau này, Từ Tử Kỳ ăn kiêng, tập luyện rất cẩn thận, thân hình vì thế vẫn rất đẹp và quyến rũ. Những năm gần đây, Từ Tử Kỳ, Lý Gia Thành thường xuyên trốn qua đi du lịch nước ngoài, cuộc sống như vợ chồng son. Lấy chồng đại gia, Từ Tử Kỳ không chỉ có một cuộc sống phú quý, cô còn được chồng yêu chiều hết mực. Tỷ phú Lý Gia Thành cùng Từ Tử Kỳ thường xuyên dành thời gian bên nhau. Các con của Từ Tử Kỳ sinh ra trong nhung lụa nhưng được mẹ nuôi dạy một cách đơn giản. Sắc vóc xinh đẹp của Từ Tử Kỳ ở tuổi 40. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.